chào các anh em trên Facebook cũng như YouTube, các anh em nhà thơ văn nhà họa. Hôm nay là ngày 3, mai của mình vẫn còn rất đẹp, rất đẹp. Hôm nay thì nói chung là mình cũng không có đi đâu, vẫn ở nhà xem nhà trực tuyến cho nhà nghỉ. Mình thấy nói chung là năm nay thì cái sự nhộn nhịp của mùa xuân Phan Thiết thì cũng rất là kém cỏi, không bình thường. Tất cả những cái gì đó là nó đều động lại trong ký ức thôi. Còn bây giờ thì đầu năm thì cũng xin chúc mừng các anh em trên Facebook và YouTube lời chào sức khỏe bình an, và năm tới làm ăn gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, thành công đã thành công. Xin chào các bạn trong năm mới. Rồi, sáng ngày mùng 3. Xin chào anh nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ. Đó, anh em mình thấy không? Già Hỷ ngồi ở bên cái ngồi bên Mai, ngồi bên xin lỗi, già Hỷ ngồi ở bên Cúc. Đó. Ngồi với bình cà. Nhưng mà nhớ về em Mai, vì anh ảnh già giết nhớ anh, nhớ em Mai đó. Nhưng mà không biết là nó nhớ ai nữa, không biết. Cùng với anh Hoàng Đăng Du. Và cũng mừng cho hai anh là cũng có thể là chúc nhau ngày Tết ở trên vùng Tây Nguyên. Vì anh Hoàng Đăng Du năm nay là không về quê, sẽ cùng ngồi với anh Nguyễn Tấn Hỷ đàm đạo cho những ngày Tết và có những bài thơ rất hay. Rồi, xin chúc mừng anh em đầu năm. Rồi, chúc mừng. Rồi, cũng mời anh đây Măng. Ăn buổi sáng. Nói thật với hai anh, tối hôm nay nằm mơ rồi là thấy là tôi về trên đó cùng với anh em cho mấy ngày Tết chúc xuân. Rồi sáng nay mình bật dậy sớm để mình là làm mì tôm nè, rồi cùng với các anh là vui có quan đậu là có một giấc mơ tuyệt vời như thế. Mặc dù là anh em mình coi như chỉ qua hơi hám bốc khói trên cái làng clip thôi, nhưng mà nó cũng là một niềm vui thôi. Chỉ bấy nhiêu lời ở trên cái niềm mơ ước mà qua một cái giấc mơ qua một giấc mơ rất là tình cảm. Và anh em mình cũng cùng đồng nhiệt với nhau khởi hành cho cái năm mới có những cái bài thơ rất hay và có những bài nhạc rất hay. Tôi tin tưởng rằng là chắc có lẽ là anh em mình gặp mãi suốt đời khi anh em mình không thể còn gặp nhau nữa. Chúc mùa xuân này anh em mình vui nhiều và có những bài thơ hay, và anh em mình sẽ cùng có hơi thở mạnh hơn. Xin chào các anh, chúc gia đình vui khỏe trong mùa xuân mới thành công đã thành công. Xin chào.
xuân về Phan Thiết. Đường rực hoa, phố ngập nắng vàng, gió nổ mát, mang vì lòng núi biển, sao xuyến lòng, sớm hôm cát đồi dương. Về Phan Thiết, mắt nó màu phố thì dòng cá ti xanh ngát níu chân mây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.